Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hy vọng rằng tất cả chúng ta buổi sáng hôm nay là khỏe mạnh và vui vẻ. Phải không quý anh chị em? Cảm ơn Chúa. I'm ready. Tôi sẵn sàng. There's so much that I know that God has in store for today. Có rất là nhiều điều tôi tin rằng Chúa ngài dành cho chúng ta trong ngày hôm nay. And something that's funny that I forgot to mention to you know, some of the praise team or even the media team or leadership team, I didn't tell them about the message today. Tôi không điều mà tôi không có báo trước cho hay là liên lạc với ban hướng dẫn người khen ở trong ngày hôm nay cho sứ điệp mà tôi sẽ chia sẻ ngày hôm nay. And for many of us this morning, a lot of things, it didn't run as smooth as we wanted it to. Đối với một số người trong chúng ta thì chúng ta tin rằng việc nó không có diễn ra một cách dễ dàng như chúng ta mong muốn. And I forgot to tell them. Và tôi quên nói với họ. The message today is about miracles and deliverance. Và cái sứ điệp ngày hôm nay đó là liên quan đến phép lạ và sự giải cứu. And you know the enemy is not happy that that's what we're talking about. Và chúng ta biết rằng kẻ thù không vui cho những điều mà chúng ta sẽ nghe và được giảng dạy trong Because ngày hôm nay. Today we're going to shine light on something that maybe some of us are still living in darkness about. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ chiếu ánh sáng vào ở trong một số những lĩnh vực mà một số các bạn vẫn còn ở trong bóng tối. And I want to go straight into the message. Và tôi muốn đi thẳng vào trong sứ điệp ngày hôm nay. But there are many of us in this room who are believers. Và nhiều người trong chúng ta có mặt ở đây là những người đã tin Chúa. But we still live life like we're defeated. Nhưng mà chúng ta vẫn sống đời sống như là chúng ta vẫn còn bị đánh bại. When we go through situations, we still live life like we're defeated. Khi chúng ta đối diện với hay là đi qua những cái thách thức khó khăn, thì chúng ta vẫn sống trong cái thái độ của những người bị đánh bại. When troubles come our way, we still feel defeated. Khi khó khăn đến trên đời sống của chúng ta thì chúng ta đối diện nó và cảm thấy như mình là người đã bị đánh bại. But that shouldn't be the circumstance anymore. Nhưng mà điều đó không thể hay là không chúng ta không cho phép nó xảy ra. What we celebrate on Christmas or what we celebrate during this holiday is that the Savior has come. Những điều mà chúng ta cùng nhau chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ trong mùa Giáng sinh này đó là cứu Chúa của chúng ta đã giáng trần. But not only has he come to the world, but he's came into our life now. Ngài không chỉ đến ở trên thế gian này, nhưng mà ngài đến ở trong đời sống của chúng ta. He's a part of our life. Ngài là một phần ở trong đời sống của chúng ta. And I think that many of us forget that when we have a relationship with Jesus Christ, he's a part of our life, not a side of our life. Anh chị em, khi chúng ta có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời thì ngài đang ở trong đời sống chúng ta chứ không phải là một đấng ở bên cạnh đời sống chúng ta. And something I feel like I should say right now is Jesus Christ is not the sidekick, he's the main character and you're the sidekick. Chúa không phải là một nhân vật phụ trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta là người tin Chúa, mà ngài là nhân vật chính và chúng ta là người phụ giúp ngài. And you know what happens when you try to play the main character in the story of life? Anh chị em, khi chúng ta đóng cái vai chính ở trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày, you actually forget who life is actually about. Thì chúng ta sẽ quên rằng cái sự sống của chúng ta trong Chúa thật sự như thế nào. If you're still living a life where you think you're glorifying yourself, để chúng ta vẫn sống một đời sống để chúng ta tìm cái để vinh danh cá nhân của chúng ta. What happens when you run into trials and tribulations? Chuyện gì xảy ra khi chúng ta đối diện với những khó khăn, những cái thử thách trong đời sống? You then decide to call on Jesus. Rồi chúng ta lúc bấy giờ mới kêu cầu Chúa. Instead of allowing him to lead your life, thay vì chúng ta để Chúa ngài hướng dẫn đời sống chúng ta mỗi ngày. And show you how to not get into the situations to begin with. Để ngài hướng dẫn chúng ta để chúng ta không đi vào ở trong những sự khó khăn hay là vấp ngã trong cuộc đời của chúng ta. There are many believers even in the room, even watching online, where you have a relationship with Jesus. Nhiều người trong chúng ta có mặt ở trong phòng này, chúng ta có một mối liên hệ với Chúa, cũng như các anh chị em đang theo dõi qua mạng. But because he's not a part of your life daily, nhưng mà bởi vì ngài không là một phần của đời sống của chúng ta mỗi ngày, you fumble every time something happens in your life. Thì chúng ta vấp ngã mỗi lần khi chúng ta đối diện với những thách thức ở trong đời sống của Because chúng ta. You don't talk to him on a normal basis and you only talk to him on Sunday. Bởi vì chúng ta không trò chuyện tương giao với Chúa hàng ngày, chúng ta chỉ chờ đến ngày Chủ nhật chúng ta mới cầu nguyện là tương giao với Chúa. And you forget the significance that you have with having Jesus in your life. Và chúng ta đã đánh mất cái sự hiểu biết của chúng ta, cái điều quan trọng ở trong đời sống của chúng ta đó là chúng ta có Chúa trong đời sống chúng ta. That many believers when it comes to a time of praying for people for miracles, và nhiều người Cơ Đốc, nhiều người tin Chúa khi chúng ta cầu nguyện cho những người có nhu cầu, you don't do it. Thì chúng ta lại không dám làm việc đó. It's scary. Bởi vì chúng ta sợ. Praying for people for miracles to happen in their life, you're scared about it. Cầu nguyện cho người khác để phép lạ xảy ra cho đời sống của họ thì bạn lại sợ về việc đó.
You would rather say, bạn sẵn sàng để nói như thế này. Just wait till Sunday, I'll bring you to church and the pastor can pray for you. Chờ đến ngày Chủ nhật, tôi sẽ đưa bạn đến nhà thờ và các mục sư sẽ cầu nguyện cho bạn. But Jesus that lives inside of me lives inside of you. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu sống ở trong tôi cũng là Đức Chúa Giêsu sống trong quý vị. Did the Bible say that you are only Samuel or only Mục sư Khánh is made in my image? Kinh Thánh có nói rằng chỉ có Mục sư Khánh là Mục sư Samuel ở trong được dựng nên theo ảnh tượng của ta thôi. Find that in the Bible, because no, it says that we are created in His image. Chúng ta không tìm thấy được trong Kinh Thánh bởi vì lời của Chúa nói rằng tất cả chúng ta loài người chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. But guess what the problem is? Nhưng mà chúng ta đoán biết mà việc gì khó khăn đang xảy ra chỗ nào? Most of us have changed so much we don't even look like Christ anymore. Chúng ta đã thay đổi quá nhiều đến độ chúng ta không nhìn giống Chúa chút nào. We look more like the world. Chúng ta sống và nhìn giống như là những người của thế gian này. You know what happens whenever deliverance happens? Anh chị em biết điều gì xảy ra khi sự giải cứu diễn ra không? When a lot of us see deliverance, a lot of us have fear. Nhiều người trong chúng ta khi chúng ta nói đến sự giải cứu thì bởi vì chúng ta sợ. Or we don't know what to do. Hay là chúng ta không biết phải làm gì. So then we run around and we try to find the person that has done the most deliverance in the building. Cho nên chúng ta chạy đi tìm cái người mà đã kinh nghiệm giải cứu ở trong phòng thờ phượng. Or we start to do things that we remember seeing other people do before. Hay là chúng ta bắt đầu làm những cái điều mà chúng ta đã thấy người khác đã làm trước đây. But instead of having the confidence in your life, knowing that Jesus is in your life too, and you have the boldness and you have the ability to declare His name over demons. Tại vì chúng ta có một cái lòng tự tin rằng chúng ta cũng có Chúa ở trong đời sống của chúng ta và danh của Ngài cũng như chính Ngài ban cho chúng ta quyền năng trên những quỷ dữ này. You can do it too. Bạn cũng có thể làm được điều đó. You can pray for miracles to happen in people's lives too. Bạn có thể cầu nguyện để phép lạ cũng xảy ra cho đời sống của những người mà chúng ta phục vụ. You can pray for deliverance to happen in people's lives too. Chúng ta có thể cầu nguyện để phép lạ cũng xảy ra trên đời sống của những người đó. And I believe that many of us in the room were either scared about it or we've never done it before, so the lack of experience or the lack of relationship with God, we don't do it. Nhiều người trong chúng ta lo sợ, không dám làm là bởi vì chúng ta thiếu hiểu biết hay là chúng ta cho rằng mình không có kinh nghiệm. Vì sự thiếu hiểu biết cũng như là thiếu kinh nghiệm cho nên chúng ta không dám làm. And it's almost like this. Và nó cũng giống như thế này. For many of us in the room who own a business. Nhiều người trong chúng ta có mặt ở đây, chúng ta có cái cơ sở làm ăn riêng. And you have children. Và chúng ta có con cái. And when they walk into your business, và khi con cái của chúng ta bước vào ở trong cửa tiệm của chúng ta, they walk around with confidence because they know this is my family store. Nó đi vào ở trong cái cửa tiệm với một cái sự tự tin bởi vì biết rằng đây là công việc làm của gia đình của mình. My mom and my dad, they're the boss. Ba mẹ của tôi là chủ của cái cửa tiệm này mà. So they, we walk around like these our children or the children, we walk around like this is our place too. Và khi chúng đi lại ở trong cái cửa tiệm của chúng ta nói rằng đây cũng là cửa tiệm của tôi bởi vì tôi của cha mẹ của tôi. But why do we not walk around or roam around the earth with confidence knowing our heavenly father has created and is the father of this world? Nhưng mà tại sao chúng ta không thấy được rằng chúng ta cũng có thể đi lại trên thế giới này và chúng ta có một cái sự tự tin bởi vì cha chúng ta là đứng đã dựng nên thế gian này? And why is it that we lack that experience or we lack that confidence? Tại sao chúng ta thiếu kinh nghiệm và thiếu cái sự tự tin cho những việc này? Because in our lives, bởi vì trong đời sống của chúng ta, we only lack confidence in things we don't spend time with. Chúng ta thiếu cái sự tự tin vì chúng ta không dành thời giờ để chúng ta trau dồi và biết công việc đó một cách rõ ràng. And that's the truth. Và đó là sự thật. Some of us, một số người trong chúng ta, let me change it. Many of us, cho tôi thay đổi. Nhiều người trong chúng ta, we'll say we're Christians. Chúng ta nói mình là Cơ Đốc nhân. Because we've accepted Christ. Bởi vì chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu. But many of us have accepted His forgiveness, and we've accepted that He's died on the cross for us. But we have yet to accept Him truly in our life. Anh chị em, bởi vì chúng ta chỉ tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của chúng ta tiếp nhận Ngài ở trong để nhận sự cứu rỗi, nhưng chúng ta chưa thật sự tiếp nhận Ngài vào cuộc đời của chúng ta. How do you know if that's true? Sao chúng ta biết rằng điều này là thật? Because do you only turn to Jesus whenever you have issues in your life? Vậy chúng ta chỉ đến với Chúa khi nào chúng ta gặp khó khăn trong đời sống mà thôi. Or do you talk to Him on a normal basis? Thay vì chúng ta trò chuyện với Ngài, tương giao với Ngài thường xuyên. You know, all of us have that one person in our life. Anh chị em, tất cả chúng ta đều có một cái người nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Where we call on them. Khi chúng ta gọi họ. For one specific thing. Cho một cái công việc gì đó. Because the relationship we have with them is about one specific thing. Bởi vì mối liên hệ chúng ta với cái người đó là dựa trên một cái lĩnh vực nào đó mà chúng ta quen biết mà thôi. Many of us only call on Jesus for one specific thing. Nhiều người trong chúng ta gọi Chúa Giêsu chỉ cho một việc đặc biệt mà thôi. Jesus, forgive me.
Chúa Giêsu ơi, tha thứ con. But that's it. Mà chỉ như vậy thôi. That's the only time we ever call on him. Đó là cái lúc duy nhất mà chúng ta kêu cầu Ngài. For many people in the room, nhiều người trong chúng ta có mặt ở tại đây, even preaching this message, chúng ta khi nghe bài sứ điệp này được rao giảng, Pastor Sam, you don't know what you're talking about. Pastor Sam, ông không biết ông nói cái gì. I have a really good relationship. Tôi có một mối liên hệ rất tốt với Chúa mà. But where's the fruit? Nhưng mà cái kết quả bông trái nó ở đâu? When deliverance happens in the church, do people run to you? Khi có cái nhu cầu giải cứu thì người ta chạy đến với quý vị không? When people need prayer for miracles, do they run to you? Khi người ta cần cái phép lạ, người ta có đến với quý vị? Do they know that you've been exercising your gifts that the Lord has given you, so they run to you knowing, hey, I know that so and so has been praying for people to get healing, and they have because the Lord's using them. Chúng ta không sử dụng cái ân tứ mà Chúa Ngài ban cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta chỉ đi và chúng ta kể cho người khác biết rằng tôi biết một cái người đã có cái khả năng và ân tứ để cầu nguyện và người ta được lành. What do people know you for with your relationship with God? Anh chị em, người ta biết anh chị em về việc gì trong mối liên hệ của anh chị em với Chúa? Do they even come to you to know about God? Anh chị em, người ta có chạy đến với anh chị em để biết thêm về Chúa của chúng ta không? Or do they not even know that you know God? Hay là họ cũng không biết là anh chị em là người biết Chúa? We can't have that anymore. Chúng ta không thể sống như vậy, tiếp tục như vậy. If we want to see revival happen in Houston, nếu chúng ta muốn thấy sự phục hưng xảy ra trên thành phố Houston, and we want to see revival happen in our church, và chúng ta muốn thấy sự phục hưng xảy ra trong hội thánh, people on the outside can't just look at the church and say only the pastor knows what's going on. Người ta không thể nào nhìn hội thánh và nói rằng ô chỉ có mục sư là người biết việc gì đang diễn ra. People need to be able to come to the church and any single one of us could pray for them. Any single one of us could lead them closer to God. Any single one of us could pray for their healing to happen in their life. Anh xem khi người ta đến hội thánh của chúng ta nhóm lại với chúng ta, người ta có thể đến với bất cứ ai trong chúng ta khi họ cần được cầu nguyện, được chữa lành hay là được giải cứu trong đời sống của họ. Họ phải đến với tất cả chúng ta và họ tin rằng chúng ta có thể làm được. But in our life, ở trong đời sống của chúng ta, guess what? Chuyện gì xảy ra? You never feel the need to pray for healing or pray for people's deliverance. Chúng ta không cảm thấy có một cái nhu cầu để cầu nguyện cho người ta được chữa lành hay là được giải cứu. If the light in your life is not reflecting Christ. Nếu cái ánh sáng ở trong cuộc đời của chúng ta không phản chiếu ánh sáng của Đấng Christ. You know something in Scripture? Anh chị em có biết những điều gì ở trong Kinh Thánh lời của Chúa? In Acts chapter 19, this is where we're going. Ở trong Công vụ chương 19, đây là phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng học sáng hôm nay. And I feel that today, I know the message that I'm preaching today, yes, it's about boldness, but it's about confidence in who Christ is in your life. Anh chị em, cái sứ điệp ngày hôm nay nói đến cái sự tự tin và cái sự tin xác quyết bởi vì Đức Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời của chúng ta. I didn't go to training to learn how to do deliverance. Tôi không cần phải đi để học cái phương cách để có thể giải cứu một người. And I'll tell you something. Cho tôi chia sẻ với anh chị em điều này. In the last 4 months, ở trong 4 tháng qua, I've had more times of praying for deliverance than I've ever have. Tôi có nhiều cái cơ hội để giải cứu người ta hơn là tôi là từng có. And you know what the conversation that I have with the Holy Spirit the moment that deliverance happens? Anh chị em biết cái câu chuyện cái lời mà tôi cầu nguyện và trò chuyện với Đức Thánh Linh khi sự giải cứu sắp sửa xảy ra không? Have confidence, Sam. They're not bowing to you, they're bowing to me. Thì Chúa Thánh Linh thường nhắc tôi cái điều này, đó là con hãy tự tin xem, bởi vì quỷ dữ nó không quy phục con nhưng mà nó quy phục ta ở trong con. But we don't have this confidence if we don't know who Christ is truly in our life. Mà chúng ta sẽ không có cái sự tự tin này nếu chúng ta không biết Đức Chúa Jesus Christ là ai trong cuộc đời của chúng ta. You have to know who he is. Chúng ta cần phải biết Chúa một cách rõ ràng. I'm not talking about just only in the Bible and just only on Sunday. You need to know who he is every single day of your life. Anh chị em, chúng ta không thể nào chỉ biết Chúa ở trong các trang của Kinh Thánh hay là những ngày ở trong ngày Chủ nhật khi chúng ta học về Ngài. Nhưng mà chúng ta cần phải có một mối liên hệ với Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. And most of us treat our relationship with God like a business that's closed on Monday through Saturday and open on Sunday. Anh chị em, chúng ta đối diện với Chúa giống như là một cái cơ sở thương mại. Chúng ta đóng cửa từ ngày thứ hai đến thứ bảy chỉ mở trong ngày Chủ nhật thôi. In my life, ở trong đời sống của tôi, I'm not talking about me specifically, but this is what I generalize for everybody. In my life, church or God is only available for you on Sunday. Ở trong cuộc đời của tôi nói đây là nói chung đó. Chúng ta tuyên bố rằng trong cuộc đời của tôi thì Chúa chỉ sẵn sàng và để dành cho bạn, để phục vụ và giúp đỡ cho bạn ở trong ngày Chủ nhật mà thôi. And some of us, the way that we live life, Lord, you only have authority on Sunday.
Và chúng ta sống một đời sống giống như là Chúa ơi, Chúa chỉ có thẩm quyền ở trong ngày Chủ nhật thôi. And I talked about it on Friday. Và tôi chia sẻ điều này trong that many of us have became believers, but yet now instead of living a life that's transformed, we just live a polished old life. Chúng ta bây giờ nói rằng chúng ta được cứu thay vì chúng ta sống một đời sống hoàn toàn được biến đổi ở trong ơn của Chúa thì chúng ta chỉ sống một đời sống cũ bây giờ được đánh bóng mà thôi. But the thing about our old life is we used to do things to the extreme, and now that we're believers, we just tone it down a little bit, or we just do it when nobody's watching. Trong cuộc đời của chúng ta đã từng làm những cái điều quá mức, nhưng mà cho đến khi chúng ta bây giờ thì chúng ta tin Chúa rồi. Chúng ta nói chúng ta tin Chúa rồi, cho nên chúng ta giảm bớt xuống ở trong đời sống của chúng ta. But why is this message even important for our lives? Mà điều này tại sao nó là quan trọng trong đời sống của chúng ta? Sứ điệp này quan trọng. The significance of Jesus being birthed into this world. Cái ý nghĩa quan trọng nhất của việc Đức Chúa Giêsu ngài đã giáng trần vào trong thế gian này. Was one so that the Savior could come. Thứ nhất là để một cứu Chúa có thể giáng trần. Two, so that we could see a living example of what life should be like. Để thứ hai là để chúng ta có thể thấy một cái gương mẫu của một đời sống sống ở trong ơn quyền của Chúa là như thế nào. The third thing is for the ultimate sacrifice for us to receive. Và cái điều lý do thứ ba là để có một cái sự hy sinh tối cao nhất để chúng ta có thể được cứu. And the last thing. Và cuối cùng. For us to now have the power and the authority in our life because of our Savior. Để bây giờ chúng ta có quyền năng, có thẩm quyền ở trong đời sống chúng ta vì chúng ta có một cứu Chúa ở trong chúng ta. Acts chapter 19. Công vụ chương 19. Verses 11 to 20. Từ câu 11 cho đến câu số 20. God gave Paul the power to perform unusual miracles. Đức Chúa Trời dùng tay Phaolô để làm các phép lạ phi thường. When handkerchiefs or aprons that had merely touched his skin were placed on sick people, they were healed of their diseases and evil spirits were expelled. Đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng ông đã dùng đặt trên kẻ trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh trục xuất khỏi họ. A group of Jews was traveling from town to town casting out evil spirits. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation saying, I command you in the name of Jesus whom Paul preaches to come out. Và câu 13, 14. Bây giờ có mấy thầy phù thủy người Do Thái đi từ nơi này đến nơi khác cũng thử lấy danh Chúa là Đức Chúa Giêsu đuổi tà linh khỏi những kẻ bị ám. Họ nói, ta nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu đấng mà Phaolô rao giảng truyền lệnh chúng bay. Seven sons of Sceva and a leading priest were doing this. Những người làm việc này là bảy con trai của thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái tên là Sceva. But one time when they tried it, the evil spirit replied, I know Jesus, I know Paul, but who are you? Nhưng một lần kia họ nói thì quỷ đã nói với họ, ta biết Đức Chúa Giêsu và cũng biết rõ Phaolô nữa, nhưng các ngươi là ai? Then the man with the evil spirit leaped on them, overpowering them and attacked them with such violence that they fled from the house naked and battered. Người bị quỷ ám xông vào họ áp đảo và đánh bại cả bọn đến nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn mình trần truồng và đầy thương tích. The story of what happened spread quickly all through Ephesus to the Jews and Greeks alike. A solemn fear descended on the city and the name of the Lord Jesus was greatly honored. Tất cả những người Ephesio, cả người Do Thái là người Hy Lạp biết việc đã xảy ra thì sợ hãi, danh Chúa là Đức Giêsu càng được tôn kính. Many who became believers confessed their sinful practices. Những người tin, người đã tin đến xưng tội và bỏ tất cả việc họ đã làm. A number of them who had been practicing sorcery brought their incantations books and burned them at public bonfires. The value of the books of several million dollars. So the message about the Lord spread widely and had a powerful effect. Một số người trước kia hành nghề phù thủy đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi người. Người ta tính giá sách đó lên đến 50.000 miếng bạc. Vậy nhờ quyền năng của Chúa, đạo Chúa cứ tăng trưởng và càng ngày càng vững mạnh. The title of my message today. Đề tài cho sứ điệp của tôi ngày hôm nay. Miracles glorify God. Đó là phép lạ vinh danh Chúa hay làm sáng danh Chúa. Does your life, đời sống của anh chị em, glorify God? Có làm sáng danh Chúa không? Not only through just representation, but through showing of miracles. Không phải chỉ là người đại diện Chúa, nhưng mà bày tỏ ra, chứng minh rằng Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời của phép lạ. In the book of Acts, ở trong sách Công vụ Sứ đồ, the man at the beautiful gates, cái người ở tại cửa đẹp, and all the religious leaders that were there, và tất cả những cái người lãnh đạo tôn giáo có mặt ở tại đó, they could not doubt the power of God because the man that they passed every day was standing right before them, healed by Jesus.
Họ không thể nghi ngờ chút nào hết là bởi vì cái người mà họ đi qua đi lại mỗi ngày khi họ lên đền thờ để thờ phượng đó hiện tại đang đứng trước mặt họ vì đã được chữa lành. And the disciples said it was through Jesus' name, through his power, the one that you've crucified. That's how this man is standing right now healed. Và các sứ đồ đã xác nhận rằng cái người đang hiện đứng trước mặt các ngươi là người đã được chữa lành nhờ danh của Đức Chúa Giêsu quyền năng mà đã được lành đang hiện đang đứng trước mặt các ngươi. And then the Bible says that they couldn't doubt it. Và Kinh Thánh nói rằng người ta không có chút nào để nghi ngờ việc này. Because he was standing there healed. Bởi vì cái người đó đang đứng ở trước mặt họ đã được lành. Miracles, phép lạ, glorify God, vinh danh Chúa. You know something that I believe that many of us need to hear? Anh chị em, có điều mà tôi tin rằng tất cả chúng ta, nhiều người trong chúng ta tại đây cần nghe. The power of God, quyền năng của Chúa, has to be, phải là, him, đấng, through you, hành động xuyên qua chúng ta. But for many of us, nhưng mà nhiều người trong chúng ta, we don't have him, chúng ta không có Ngài, living in our life daily, sống ở trong đời sống của chúng ta mỗi so ngày. So we can't see him through us. Cho nên chúng ta không thấy Ngài xuyên qua đời sống chúng ta. And that's the challenge. Đó là cái thách thức. How do we get to a place in our life? Làm sao để chúng ta đến một cái chỗ trong cuộc đời của chúng ta? Where it's him through us. Đó là Chúa xuyên qua chúng ta. How do we get to the point in life? Sao để chúng ta đến được một chỗ trong đời sống của chúng ta? Where we have God living inside of us. Để chúng ta có Chúa sống ở trong mỗi chúng ta. That every day, the moment we can call on him. Để mỗi ngày khi chúng ta kêu cầu danh của Ngài. Just like the song we sang today. Giống như bài hát chúng ta hát ngày hôm nay. I called, you answered. Con kêu cầu và Chúa đáp lời. But the thing about it is, nhưng mà vấn đề là, many of us, nhiều người trong chúng ta, only call on God, chúng ta chỉ kêu cầu Chúa, once in a while, lâu lâu một lần, only when we're in need, chỉ khi chúng ta có nhu cầu, only when we have troubles, khi chúng ta gặp sự khó khăn lớn, only when we need help, khi chúng ta cần sự giúp đỡ. From every perspective, và trong từ mọi góc cạnh, young children or students in the room, những người trẻ, những người học sinh có mặt ở tại đây, many of us only call our parents when we need money. Nhiều người trong chúng ta chỉ gọi cha mẹ của mình khi chúng ta cần tiền. Now parents, don't start looking at your kids across the room. I already see all y'all doing it. Cha mẹ đừng có nhìn qua phía con của mình, bởi vì tôi thấy có một số cha mẹ. You haven't heard from your kid in 2 or 3 days on the phone. Không có nghe con cái của mình gọi mình trên điện thoại 2-3 ngày rồi. You haven't got a text message from them. Cũng không có thấy một cái lời nhắn tin. You don't even see them at home. They're in their room with the door closed. Cũng không có gặp nó tại nhà bởi vì nó ở trong phòng và nó đóng cửa lại. Oh, they're calling me. Let me see what they need. Con nó gọi để coi coi nó có nhu cầu gì. Hello. Hello. Hi, mẹ. Chào mẹ. Hi, ba. Thưa ba. Before it was what mom, what dad, what do you want? Trước khi đó thì ba mẹ gọi con để có chuyện gì? Mẹ. Mom. Can I have $20? Cho con 20 đô được không? Why do you need $20? Tại sao con cần 20 đô? Well. Tại vì. The allowance you gave me. Cái tiền ăn trưa mà ba mẹ cho. It was supposed to last the whole week. Đáng lý ra là đủ để xài cả tuần. I already used it and it's only Monday. Nhưng mà con đã xài hết rồi mà hôm nay chỉ mới thứ hai thôi. There's two types of parents. Có hai loại phụ huynh. Okay, con, I'll send it to you. Một cái loại phụ huynh là được rồi con, mẹ sẽ gửi tiền cho con liền. Or, hoặc là figure it out, con, bye. Con ráng cố gắng tính cho ra chuyện nha. Chào con. And guess what? Anh chị em đoán biết điều gì rồi? Every single one of us is a son or a daughter, and we've experienced that in our own life. Và chúng ta tất cả đều là con trai, con gái của Chúa, và chúng ta kinh nghiệm điều đó trong đời sống chúng ta mỗi ngày. And guess what, though? Anh chị em đoán biết điều gì? The grace of our heavenly Father. Bởi ân điển của Cha thiên thượng của chúng ta. When we call, khi chúng ta kêu cầu, he answers. Ngài đáp lời. When we call on his name, khi chúng ta kêu cầu danh Ngài, he's there for us. Thì Chúa luôn ở đó để giúp đỡ chúng ta. But why do we treat him like he's just an emergency hotline? Tại sao chúng ta lại đối xử với Chúa giống như một đường dây nóng khi chúng ta có nhu cầu? Why? Tại sao? Because we only see our relationship with God as a one-way street, as I need, you give, thank you. Bởi vì chúng ta đối xử với Chúa trong cái mối liên hệ đó là con có nhu cầu, Chúa ban cho, và đó là tất cả, cảm ơn Chúa. And I'm blessed. Và con được phước lắm.
It's a lot of us in the room. Nhiều người trong chúng ta trong phòng này. Me too. Trong đó có tôi nữa. I've had to learn to correct myself. Tôi phải học để chỉnh sửa chính mình. And guess how you speak to your Heavenly Father every day? Anh xem, đón xem, thử nghe cái cách mà chúng ta nói chuyện với Cha Thiên Thượng chúng ta mỗi ngày. Actually talking to Him. Thật sự nói chuyện với Chúa, trò chuyện với Ngài. Some people think that talking to the Lord is just reading your scripture in the morning, right before work, and say, "I talk to you, Lord," and then you leave. Một số người nghĩ rằng mình tương giao với Chúa, trò chuyện với Chúa trước khi đi làm, mình đọc một vài câu kinh thánh rồi mình nói rằng, "Oh, tôi đã tương giao với Chúa rồi." I want to talk from the husband perspective. Tôi muốn nói từ góc cạnh của một người chồng. You know, husbands in the room. Những người chồng ở trong phòng này. Before, các bạn biết, before I say any of this. Trước khi tôi nói những điều này. Wives, tại sao? Put your hands like under the seat or something, because you're probably going to pinch, or you're probably going to put. Just tuck your hands for a second. Thì tôi khuyến khích là bạn lấy cái tay của mình ngồi ở trên cái bàn tay của mình, hay là ngắt cái đùi của mình một chút. Sometimes, một số lần, we hear things like, chúng ta nghe những điều như thế này. Honey, mật ngọt của em ở đây. we say things like, we hear things like, I feel like we're not talking to each other. Tôi cảm nhận giống như là vợ chồng không có nói chuyện với nhau. And we say, what do you mean? Mục sư, ý muốn nói gì mục sư? No, like husband to wife. What do you mean? Người chồng nói với người vợ là em muốn cái gì đấy? I talked to you this morning. Sáng hôm nay em có nói chuyện với anh mà. What do you mean? Ý của anh muốn nói gì? I woke you up for a second and said, honey, I'm leaving to work. I love you. Goodbye. Em đã đánh thức anh dậy sáng hôm nay và nói rằng chào anh, em đi làm. But I talked to you. Thì đó, em đã nói chuyện với anh rồi mà. But I was asleep. Em mà người chồng trả lời. Okay, anh còn ngủ mà. That's one situation. Đó là một trường hợp. The other situation. Một trường hợp khác. Honey, mật ngọt của em ơi. I feel like there's some distance between us. Em cảm thấy như là có cái khoảng cách giữa chúng ta đó. Like you're always busy doing things for the house and for the family, but we haven't spent time together. Em như là anh rất là bận rộn để đi làm việc và làm những công việc nhà, cho nên chúng ta không có thời giờ với nhau. Wives, stop looking at your husbands and touching them. I said, don't do that. Những người vợ đừng có nhìn chồng của mình và nói, đừng có làm như vậy. Maybe I'm the only one that's heard that. Chắc là tôi là cái người duy nhất nghe vợ nói như vậy. But the amount of nudging and pushing that I've seen, I'm not the only one. Nhưng mà cái chuyện mà là động và nhắc nhở đó thì là dường như tôi là người duy nhất. Honey, em yêu, anh yêu. I don't see you anymore. Em không có thấy anh, gặp anh nhiều. And then our response is, what do you mean you don't see me anymore? I'm at work all day long. How are you supposed to see me? Thì trả lời là làm việc suốt ngày mà tại sao ý nói là không gặp nhau thường xuyên. But when you get home from work, you go take a shower and you eat the food really quick and you go right back to sleep. Đi làm về thì chạy thẳng vô tắm rửa rồi đi ra ăn thức ăn xong rồi ăn tối xong thì lại đi ngủ. I just want to talk to you. Em muốn nói chuyện với anh. Let's just eat dinner together, talk to each other. Chúng ta ngồi xuống ăn tối với nhau để chúng ta có dịp để nói chuyện với nhau. Remember back then? Nhớ hồi xưa không? Even though you were busy, lúc đó là mặc dù anh rất là bận, you used to write me some letters, anh đã từng viết thư cho em mà, send me some text messages, gửi những cái nhắn tin cho em mà, I love you, em yêu anh. And then you've been married for about 20 years and those text messages are gone. Và đã lập gia đình với nhau 20 năm rồi thì những cái nhắn tin đó nó đã bay mất rồi. And we treat our relationship with God just like that. Chúng ta cũng đối diện với trong mối liên hệ chúng ta với Chúa cũng giống như vậy. In the very beginning of our relationship with God, trong cái giai đoạn đầu của mối liên hệ của chúng ta với Chúa, you talked to him a lot. Chúng ta tương giao với Chúa nhiều. You knew he was a part of your life. Chúng ta biết rằng Ngài là một phần của đời sống chúng ta. But now we're Christians and we've been Christians for 20 plus years. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã tin Chúa là Cơ Đốc nhân hơn 20 năm rồi. And now Jesus is saying to you, I miss spending time with you. I miss talking to you. Bây giờ thì Chúa Giêsu Ngài nói rằng ta rất là muốn trò chuyện với con, gần gũi với con. When you have a relationship with God, khi chúng ta có một mối liên hệ với Chúa, he's not just a part of your life. Ngài không chỉ là một phần trong đời sống chúng ta. He is the main purpose of your life.
Ngài phải chính là cái mục đích quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. The main purpose. Cái mục đích quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. The power of God is Him through you. Quyền năng của Chúa là Chúa làm xuyên qua bạn. In the scripture it said God gave Paul the power. Ở trong lời của Chúa tại đây thì nói rằng Chúa ban cho Phao-lô quyền năng. Scripture says God gave. Lời của Chúa nói rằng Chúa ban cho. It wasn't through Paul's strength. Không phải bởi cái sức mạnh và khả năng của Phao-lô. Or Paul's ability. Hay là cái khả năng của Phao-lô. But God gave. Nhưng mà Chúa ban cho, Chúa làm qua. And this power. Và bởi quyền năng này, it's nothing that we've had prior to our relationship with God. Là điều mà chúng ta không có trước khi chúng ta có mối liên hệ với Chúa. It's something that we've received when we received Jesus into our life. Đây là điều mà chúng ta nhận được khi chúng ta mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của chúng ta. The power comes from the one that's living inside of us. Quyền năng này đến bởi đấng ở trong chúng ta. And many of us have fears. Nhiều người trong chúng ta sợ hãi. To cast out demons or pray for the sick. Sợ không dám đuổi quỷ hay là cầu nguyện cho người ta được lành. Because we don't have the confidence in our relationship with God that He would use us or we could be used by Him. Bởi vì chúng ta không có sự tự tin rằng Chúa Ngài có thể làm việc xuyên qua chúng ta và sử dụng chúng ta. Or hay là you have yet to experience that part of your relationship with God because you've never asked Him to do it through your life. Chưa bao giờ kinh nghiệm điều này trong đời sống của mình, Chúa làm xuyên qua mình, bởi vì bạn chưa bao giờ xin Chúa làm xuyên qua đời sống của bạn. Mark chapter 16. Mark chương 16, verses 16 to 18. Từ câu 16 cho đến câu số 18. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name and they will speak in new languages. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta mà đuổi quỷ. Và sẽ nói ngôn ngữ mới. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. Bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Verse 17, I want to read that again. As these miraculous signs will accompany those who believe. Câu số 17 tôi đọc một lần nữa, anh chị em. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Do those signs, do those miracles. Xuyên qua những cái dấu lạ này, qua các phép lạ này. Do they follow in your life? Thì dấu kỳ và phép lạ có đi theo đời sống của anh chị em không? Not many of us. Chắc là không có nhiều người trong chúng ta thấy điều đó. But how come? Câu hỏi là tại sao không? And that's where I want us to see today. Và đây là điều mà tôi muốn thấy ngày hôm nay. That's what I want us to realize today. Đó là điều mà tôi ao ước rằng tất cả chúng ta đều sẽ nhận biết ngày hôm nay. I wish, tôi ước gì, that many people would see, nhiều người sẽ thấy, that the word pastor, đó là cái danh từ mục sư, or title, hay là cái địa vị, take it away, chúng ta lấy nó qua một bên. I'm just saying, chỉ là xem thôi. That title means nothing. Anh chị em, cái danh xưng, cái địa vị không có ý nghĩa gì. Do you think that when I pray for people who are demon possessed, they say, he's got the name pastor, a part of his name? Anh chị em có nghĩ rằng khi tôi cầu nguyện và giải cứu một người thì quỷ nó nói, cái anh này anh có cái danh là mục sư. I'm scared. Tôi sợ cái danh này. It's Pastor Sam. Bởi vì đây là mục sư Sam. No. Không. They don't care about that. Nó không có quan tâm cái chuyện đó. You know what they care about? Anh chị em biết quỷ nó quan tâm điều gì không? We saw it in scripture. Chúng ta đã thấy trong lời của Chúa. You know what scripture said? Anh chị em có nhớ Kinh Thánh nói gì không? It said right here, but one time, verse 15 in Acts 19, but one time they tried it, the evil spirit replied, I know Jesus, I know Paul, but who are you? Nhưng quỷ nói với họ, ta biết Đức Giêsu và cũng biết rõ Phao-lô nữa, nhưng các ngươi là ai? Do the demons even know that you have a relationship with God? Quỷ nó có biết anh chị em có mối liên hệ với Chúa Giêsu không? Với Đức Chúa Trời không? Do they fear you because of the God living inside of you? Nó có sợ anh chị em là bởi vì Đức Chúa Trời ở trong anh chị em không? Do they listen to you because of the God that lives inside of you? Nó có nghe lệnh của anh chị em bởi vì Đức Chúa Trời ở trong anh chị em không? Or are they going to reply? Hay là nó trả lời? I know Jesus, but I don't know who you are. Ta biết Đức Chúa Giêsu nhưng mà ta không biết ngươi là ai. You don't think that's real?
Anh chị em không tin cái điều đó là thật à? You know how many times I've casted out demons and right before I get to it, I can hear the demons already talking. This guy thinks he's going to do something. Khi tôi thực hiện chức vụ giải cứu thì tôi có thể nghe quỷ nó nói rằng cái anh này anh toan định làm cái gì đây nè. And every time, và mỗi lần, I remind the demons, tôi nhắc quỷ, you're not bowing to my name, ngươi không có suy phục danh ta đâu. But everything bows to Jesus' name. Nhưng mà tất cả đều phải suy phục danh Đức Chúa. And when I say that, và khi tôi nói điều đó, I'm not like, you're gonna bow down to Jesus. Tôi không nói nhỏ nhẹ và với cái giọng sợ hãi là người sẽ vâng phục danh của Đức Chúa. I have confidence. Nhưng mà tôi có một cái sự tự tin. You're bowing to Jesus, not me. Ngươi phải suy phục danh Đức Giêsu chứ không phải ta. You're not leaving out of this person because of me, but you're leaving out of this person because in Jesus' name. Ngươi sẽ không rời khỏi người này bởi vì tên của ta hay là danh của ta, nhưng mà ngươi phải rời bởi vì danh Đức Giêsu. My personal name carries no weight, but Jesus' name carries all the weight. Anh em, tên tuổi riêng của tôi không có mang một cái sức nặng gì hết á, nhưng mà danh Đức Giêsu thì rất là quyền năng và mạnh mẽ. I wish instead of it was Pastor, I wish it would be instead of Pastor Sam, it would just be Sam, man of God. Tôi ước gì cái danh hiệu của tôi đó là không phải là mục sư Sam nhưng mà là Sam, người của Đức Chúa Trời. Something that we have to understand. Đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu. I'm the same as you. Tôi cũng giống như anh chị em. But what makes it different between what I'm doing and what you're doing? Và cái điều khác biệt giữa việc tôi làm và việc anh chị em làm. It's not that it's in front of everybody. Đó không phải là vì trước mặt mọi người. Because when people are demon possessed, guess what happens? All y'all are gone by then. Anh chị em, bởi vì nhiều cái cuộc giải cứu xảy ra thì lúc đó nhiều anh chị em đã ra về rồi. It's not in the public, it's not in front of everybody. Nó không phải ở giữa công chúng, không phải trước mặt mọi người. So what stops you from praying for people or declaring healing over people or casting out demons? Nhưng mà điều gì đã ngăn chặn anh chị em ở trong công việc chúng ta giải cứu người cũng như là chúng ta cầu nguyện cho người ta được lành? I think all that it is, tôi tin rằng tất cả đều là, is the lack of confidence that you have in your relationship with God and who He is in your life. Chúng ta không tự tin cho cái mối liên hệ mà chúng ta có Chúa ở trong đời sống chúng ta. That's it. Đó là tất cả. You know, it's funny, có điều đáng nực cười là Austin, cháu của tôi, his family, they own a lot of restaurants, like businesses, his grandpa does. Và ông nội của cháu là chủ của nhiều cái tiệm ăn ở trên thành phố này. And there's a restaurant that Austin and my sisters, they went to recently, and it was playing Christian music over the speakers. Ở trong một cái cửa tiệm mà ông nội của nó làm chủ đó, thì Austin và chị của tôi đã đưa Austin đến đó, và trong lúc người ta chơi nhạc và Giáng sinh ở trên loa. And they said, oh, this is Christian music. Thì cháu nói rằng, oh, đây là nhạc của Cơ Đốc nhân. And then Austin, he's just like smart. He's just laughing because you're welcome. Thì cháu nói với cái giọng của một cái đứa trẻ thông minh, không có chi. Because his grandpa owns the business, so he said, I own the business. Bởi vì nó biết là ông nội của nó là chủ của cái nhà hàng này, cho nên nó nói, tôi là chủ của nhà hàng này. And sometimes when we pass up some of the restaurants, và nhiều khi chúng tôi đi ngang những cái cửa tiệm mà ông nội nó làm chủ, he says, that's my restaurant. Thì nó nói rằng, đó là cái tiệm mà của tôi đó. He has confidence. Nó có một cái tự tin rất là mạnh. He knows that it's in his bloodline that there's ownership. Nó biết rằng trong dòng máu của nó mà nó ở trong thân thể của nó đó, nó có cái chủ quyền của mấy cái tiệm này. He knows that his last name carries weight in those restaurants. Nó biết rằng cái họ của nó đó là có tiếng lắm và rất là có giá trị trong những cái tiệm này. But many of us, nhưng mà nhiều người trong chúng ta, we walk around, chúng ta đi lại, like our lives don't carry any weight in the kingdom. Cuộc đời của chúng ta không có giá trị gì trong vương quốc của Đức Chúa Trời. But we're all made in His image. Nhưng mà tất cả chúng ta đều dựng nên từ ảnh tượng của Chúa. We've all accepted Christ. Tất cả chúng ta đã tiếp nhận Chúa Jesus. He's all of our fathers. Ngài, tất cả chúng ta đều có Chúa là cha chúng ta. So why don't we act like it? Nhưng mà tại sao chúng ta không hành động mà cư xử giống như vậy? Why do we have fear? Tại sao chúng ta sợ? Why are we timid? Tại sao chúng ta nhút nhát? Why do we only wait for certain people to pray for certain people? Tại sao chúng ta phải chờ người nào đó để cầu nguyện cho người nào đó? But outside of church. Bên ngoài sinh hoạt của hội thánh, you can pray for people on the spot. Chúng ta có thể cầu nguyện cho người ta tại chỗ. You don't have to wait to bring them to church so I can pray for them. Chúng ta không cần phải, quý vị không cần phải chờ để mang họ đến nhà thờ để tôi cầu nguyện cho họ. My heavenly Father, Cha thiên thượng của tôi, is your heavenly Father. Cũng là Cha thiên thượng của quý vị. My heavenly Father, Cha thiên thượng của tôi, is your heavenly Father. Cũng là Cha thiên thượng của quý vị. But we tend to forget that. Nhưng mà nhiều khi chúng ta quên điều này. The Lord had to remind me of that. Chúa phải nhắc nhở tôi điều này.
I had a conversation with the Holy Spirit while I was driving. Tôi có một cái cuộc trò chuyện với Đức Thánh Linh khi tôi lái xe. And I had a lot of doubt in my mind. Tôi có một số những cái nghi ngờ trong tâm trí của tôi. And happened to be about songwriting. Nó liên quan đến cái việc sáng tác những cái bài nhạc. And the night before, I watched a bunch of videos on a lot of the famous like Christian artists who talk about how they write songs for God. Đêm trước đó thì tôi xem rất là nhiều cái video clip về những người rất là nổi tiếng đã từng viết và sáng tác những cái bài thánh ca hay là bài đoạn ca mà chúng ta sử dụng. And the Holy Spirit reminded me as I was driving. Và Đức Thánh Linh nhắc nhở cho tôi khi tôi đang lái xe. You think that you'll never own up to being as good as them. Con nghĩ rằng con không có xứng đáng và không có khả năng giống như họ. That your songs will never reach the amount that their songs have reached. Đó là những cái bài con sáng tác sẽ không bao giờ nổi tiếng giống như họ. But what makes them any different from you? Nhưng mà cái gì làm cho họ khác biệt hơn con? You serve the same God. Con phục vụ một Đức Chúa Trời. You're all my children. Tất cả các con đều là con cái của you ta. You all have the same gifts and talents. Tất cả các con cũng đều có cùng một ân tứ mà ta ban cho. You all have the same access to the gifts from heaven. Tất cả các con đều có cái cửa vào cho tất cả những cái ơn ở tại thiên đàng. You know what the difference is, Sam? Cái sự khác biệt là gì, Sam, con biết không? Relationship. Mối liên hệ. Relationship. Mối liên hệ. Some of us are so concerned about what we look like on the outside. Có nhiều người trong chúng ta quan tâm nhiều lắm cho cái diện mạo bên ngoài của chúng ta. And you know, I know a lot of people do this. Tôi biết rằng có nhiều người làm việc này. It truly happens right before church. Và việc này nó xảy ra trước khi chúng ta đến nhà thờ. You could be fighting in your family all week long, all day long, even on the way to church. Có thể vợ chồng là cãi nhau suốt cả tuần, trên đường đi đến nhà thờ vẫn cãi nhau ở trong xe. But the moment you pull into the gates, nhưng mà cái giây phút bạn bước vào cổng, lái vào cổng của nhà thờ. Stop, get it together, stop. Đừng có cãi nữa, bây giờ mình phải đàng hoàng nhé. We're not gonna fight anymore. Chúng ta sẽ không cãi trước mặt hội thánh đó. We're not fighting anymore, you hear me? Chúng ta không có cãi với nhau nữa, nghe không? You turn around, look at the kids. Everybody. Và chúng ta xoay lại, chúng ta nhìn các con. Act right. Phải cư xử cho nó đáng xứng đáng nha. No crying. Đừng có khóc. Don't run around crazy. Đừng có chạy phá ở trong nhà thờ nhé. Let's go in church. Bây giờ chúng ta đi vào nhà thờ. And you go to the front doors and the greeters are there. Và bạn bước qua cửa của nhà thờ và các anh chị em trong ban tiếp tân đứng ở tại đó. The greeters have a big smile. Hello, good morning. Và các anh chị em ở trong ban tiếp tân mỉm cười và chào chào buổi sáng. And you walk in. Hello, we're good. I hope you're good too. Bước vào cả gia đình nói rằng, oh, chúng tôi khỏe. Anh khỏe không? Anh chị khỏe không? And we pretend. Rồi chúng ta giả đò. And as you pretend when you walk into the building, your heart's pretending to be aligned with God too. Rồi trong lúc chúng ta giả đò là mọi việc đều ổn ở trong đời sống chúng ta mỗi ngày, rồi chúng ta bước vào trong phòng thờ phượng, chúng ta cũng giả đò là mối liên hệ chúng ta với Chúa cũng là rất tốt. How many of us are truly pretending that our relationship with God is okay? Có bao nhiêu người trong chúng ta đã giả đò là mối liên hệ chúng ta với Chúa đang rất ổn, rất tốt? You know, that's when you have the doubt in yourself that God would want to use you to perform miracles. Anh chị em chú biết chính cái điểm đó là cái chỗ làm cho anh chị em nghi ngờ về việc Chúa có sử dụng anh chị em. Romans chapter 8 verses 5 to 8. Roma chương 8 câu 5 cho đến câu số 8. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Thực tế những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc về xác thịt, còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh. So letting your sinful nature control your minds leads to death. Chú tâm vào xác thịt thì sinh ra sự chết. I think I should read that again. So letting your sinful nature control your minds leads to death. Cho tôi đọc điều này và theo như bản của Kinh Thánh của tôi đó là nếu tôi để cho xác thịt kiểm soát đời sống của tôi thì nó sẽ dẫn đến sự chết. But letting the Spirit control your minds leads to life and peace. Nhưng mà để cho Đức Thánh Linh hoàn toàn kiểm soát đời sống của tôi thì sẽ sanh ra sự sống. For the sinful nature is always hostile to God. Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời. It never did obey God's law and it never will. Bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ. And this is where it hits. Và đây là điều mà nó đánh thẳng với chúng ta. That's why thật ra, those who are still under the control of their sinful nature, những người còn nằm ở dưới quyền kiểm soát của xác thịt, can never please God. Sẽ không bao giờ sống được đẹp lòng Đức Chúa Trời. I didn't write that. Tôi không có viết những lời này. You can find it in your Bible. Anh chị em có thể tìm thấy được trong Kinh Thánh của mình. Those những ai who are still under the control of their sinful nature, người nào còn sống theo xác thịt hay là bản chất tội lỗi, can never please God.
thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. That's it. Chính xác là như vậy. You know what's important about this? Em Trần có biết cái điều quan trọng về điều này là gì không? Is that those who are in the room and those who are watching online? Những ai đang ở trong phòng thờ phượng này và những người đang theo dõi qua mạng trực tiếp truyền hình. I've read it twice. Tôi đọc hai lần. And I can read it again. Tôi có thể đọc một lần nữa. But if you're still controlled by your sinful nature, nhưng nếu bạn vẫn còn nằm ở dưới quyền kiểm soát của xác thịt là đi theo xác thịt, it wouldn't matter to you. Thì những điều này nó không có liên quan gì đến bạn. Those who are still controlled by your sinful nature, những ai mà vẫn còn nằm ở dưới sự điều khiển của xác thịt, you can go to church every week. Bạn có thể đi nhà thờ mỗi tuần. But guess what? Nhưng mà đoán biết điều gì? It wouldn't matter to you. Thì điều này nó cũng không có liên quan gì đến bạn. And many of us, nhiều người trong chúng ta, wonder why. Chúng ta cứ thắc mắc tại sao. We don't see signs and wonders following our life. Chúng ta không thấy dấu kỳ phép lạ đi theo đời sống của chúng ta. It's as simple as that. Anh chị em rất là đơn giản để chúng ta thấy tại đây. Am I saying that we'll never make a mistake? Tôi không có ý nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ phạm tội hay là vấp phạm. You'll make mistakes. Chúng ta sẽ có vấp phạm. But asking for forgiveness and moving on means you're not living in that mistake anymore. Nhưng mà khi chúng ta xin Chúa tha thứ, có nghĩa là chúng ta tấn tới và chúng ta sẽ không ở trong cái tội lỗi đó nữa. How long? Đã bao lâu rồi? How long? Phải tốn bao lâu? Will you be okay with being far from God? Là chúng ta cảm thấy xa Chúa cũng ổn thôi. How long? Đã bao lâu rồi? How long will you be okay with your life not being effective for the Lord? Đã bao lâu rồi đời sống của anh chị em không ảnh hưởng được cho Chúa, trên những người khác cho Chúa, mà anh chị em cho rằng chuyện đó cũng ok, cũng ổn thôi. How long will you be okay with it? Bao lâu rồi, hay là cho đến chừng nào anh chị em vẫn thấy cái việc đó là việc có thể chấp nhận được? I think, tôi nghĩ, in our marriages and in our families and relationships, ở trong gia đình của chúng ta, trong mối liên hệ hôn nhân của chúng ta, trong các quan hệ của chúng ta, because we can physically see one another, bởi vì chúng ta có thể gặp gỡ nhau trong xương thịt, we know when the other person is sad. Chúng ta có thể thấy được cái người kia, cái người phối ngẫu của chúng ta đang buồn. We know when the other person is not happy. Chúng ta có thể thấy người đó không có vui. And so we do something about it. Thì chúng ta đã làm cái gì đó để thay đổi tình hình. But you know, nhưng mà chúng ta biết that you're far gone. Đó là chúng ta đã xa lắm rồi. When you can live in a house, khi chúng ta có thể sống chung ở trong một căn nhà, and still be married, vẫn còn là vợ chồng, but live separate lives in one building, nhưng mà sống hai đời sống khác biệt ở dưới một mái nhà. You know you're far gone. Chúng ta biết rằng hôn nhân của mình đã tiêu rồi. In your relationship with God, khi mối liên hệ của chúng ta với Chúa, when He's supposed to live in our lives, đáng lý rằng Ngài sống ở trong đời sống chúng ta. But we're telling God, stay in the garage. Nhưng mà chúng ta nói với Chúa, Chúa ơi, Chúa ở ngoài nhà xe đi. Don't come inside my life. Đừng có bước vào cuộc đời của con. But I'll get you when I need you. Khi nào con cần sẽ kêu Chúa. A lot of us, no, pastor, don't talk like that. We don't do that. That's God. We don't talk about Him like that. Vì cô nói rằng, mục sư ơi, nói về Chúa đừng có nói như vậy, không có đúng. Then why do you do it? Thì tại sao chị em lại làm như vậy với Chúa? Oh, I don't do that. Oh, tôi không có làm như vậy. I don't do that. Tôi không có làm như vậy bao giờ. But God tells us to show love to our neighbors. So why do you do that to your loved ones? Chúa bảo chúng ta là hãy yêu thương những người lân cận như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta lại làm như vậy cho những người mình yêu thương? See, the power of God when it's living inside of you, quyền năng của Chúa khi ở trong sống ở trong mỗi chúng ta, it affects your entire life. Nó sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời chúng ta. Not only when you're doing things for God, không phải chỉ những lúc chúng ta làm cái gì đó cho Chúa, but it's how you live life now. Nhưng mà là cái cách chúng ta sống mỗi ngày. My third point, closing. Điểm thứ ba rồi chúng ta chấm dứt. The power of God shines light on darkness. Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng trên sự tối tăm. Verse 18. Câu số 18. It says many who became believers confessed their sinful practices. Nhiều người đã tin đến xưng tội và tỏ thật các việc mình đã làm. Do you know? Anh chị em có biết không? That you can believe and think that your relationship with God is perfect.
chúng ta có thể tin rằng cái mối liên hệ chúng ta với Chúa đang là hoàn hảo. But if your marriage is not, nhưng mà nếu cái hôn nhân của chúng ta mà không tốt, you're already sinning, thì chúng ta đang phạm tội rồi. No. À, đâu có đúng như vậy, mục sư. I don't believe that. Tôi không tin như vậy. Because I love God. Bởi vì tôi yêu Chúa. It's not my fault that they don't love me. Thì không phải là lỗi của tôi mà người vợ, người chồng của tôi không yêu thương tôi. Love God with our heart, soul, and mind, and just as equally important, love our neighbors. Yêu Chúa bằng hết cả tấm lòng, tâm trí, sức lực của mình và yêu người lân cận như mình. You don't know what they've done to me. Ôi, mục sư không có hiểu biết là chồng tôi, vợ của tôi đã đối xử tôi nó tệ như thế nào. You don't know the things they say to me. Không có nghe được những lời mà họ đã từng nói với tôi. But that kind of attitude, anh chị em, với cái thái độ đó, is an attitude that's not living and being led by the Spirit. Đó là cái thái độ của người sống không đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Are we perfect? Chúng ta có phải là những người hoàn hảo trọn vẹn không? No. Chắc chắn là không. But if you're not even trying to change our lives to reach the point of being like Christ, thì nếu chúng ta không tìm cách cũng như cố gắng để thay đổi đời sống chúng ta giống như Đấng Christ, then we're doing it wrong. Thì chúng ta đã làm, đã sống sai rồi. The power of God shines light on darkness. Quyền năng của Chúa sẽ chiếu sáng ánh sáng vào chỗ tối tăm. When you live a life that reflects God's light, khi chúng ta sống đời sống phản ảnh ánh sáng của Chúa, those that are living in darkness cannot deny it. Thì những người sống ở trong bóng tối không thể nào từ chối hay là khước từ. Because they will then realize what it is that you have that they don't have. Bởi vì họ sẽ nhận biết được rằng bạn có cái điều mà họ không có. The power of God, quyền năng của Chúa, should reflect on every portion of your life. Phải phản ảnh mọi mặt của đời sống chúng ta. Every part. Mọi mặt. From your relationship, từ mối liên hệ của chúng ta, your marriage, hôn nhân của chúng ta, the way you raise your kids, cách chúng ta nuôi nấng con cái, the way you run your business, cách mà chúng ta làm việc cũng như là điều khiển cái công việc thương mại của chúng ta, the way that you treat one another, cách chúng ta đối xử với nhau, the way that you treat people at church, cách mà chúng ta đối xử với các anh chị em ở trong hội thánh, or the way that you talk about the church, là cái cách mà chúng ta nói về hội thánh. All of it, tất cả những điều đó, is a reflection of your relationship with God. Nó phản ảnh cái mối liên hệ hiện tại của chúng ta với Chúa. That's not true. Oh, nó không đúng đâu, mục sư. Because I love God. Tôi yêu Chúa mà. I just don't love certain people. Tôi chỉ không có thương một vài người trong hội thánh thôi. I just can't stand them. Tôi không có chịu nổi những con người đó. Every time I talk to them, there's something wrong with them. Mỗi lần mà tôi nói chuyện với họ thì tôi thấy họ có cái gì đó không có ổn. They just can't get it together. Dường như cuộc đời của họ nó không có liên lạc với nhau. Not at this church though. No, not here, not here. Không phải những tín hữu của hội thánh này, không có phải tại đây. No, actually at this church. Thật ra tại hội thánh này. I'm just saying the real thing. Tôi chỉ nói những điều của sự thật. I told him I'm sorry because you have to translate me. Tôi nói với mục sư Khánh là xin lỗi ba là bởi vì ba phải thông dịch cho con. But I have to say it how I see it. Nhưng mà con phải nói những điều mà mắt con thấy. I'm not saying he's afraid. Tôi không ý tôi nói là mục sư Khánh sợ, không dám giảng những điều này. But for me, nhưng mà đối với tôi, people may say, man, mục sư Sam, he's so disrespectful, he doesn't respect his elders. Ông mục sư Sam này không có biết tôn trọng những người lớn tuổi. Those parents did not raise him right. Cha mẹ của cái ông này là không có nuôi dưỡng ông đúng á. But I was raised by this guy and I've been in church all my life. Nhưng mà tôi được nuôi dưỡng bởi ba của tôi và tôi đã lớn lên trong hội thánh này từ nhỏ. Never left. Chưa bao giờ rời khỏi hội thánh. Don't even think about leaving. Cũng không bao giờ nghĩ đến việc rời hội thánh này. His relationship with God, mối liên hệ của mục sư Khánh với Đức Chúa Trời. Her relationship with God, mối liên hệ của mẹ tôi với Đức Chúa Trời, has reflected on the way that they raised us as kids. Nó phản ảnh cái cách mà họ đã nuôi dưỡng anh chị em chúng tôi. That's the truth. Đó là sự thật. I can't change that. Tôi không thể thay đổi được điều đó. I won't even lie about it. Tôi cũng không có nói dối về điều này. We're not lying that we're perfect. Chúng tôi không có nói dối rằng ôi chúng tôi tất cả đều là hoàn hảo. I hate when I hear that. Tôi rất là ghét khi người ta nói về chúng tôi như vậy. Mục sư Khánh's kids, they think they're so perfect. Mục sư Khánh, con của ông nó nghĩ, tụi nó nghĩ rằng tụi nó là những người hoàn hảo. They think they have it all together. Nghĩ rằng đời sống của tụi nó là tốt hết. Not at all. Không anh chị em. I wish you knew. Tôi ước gì anh chị em thấy được. How many rocks we've been hit with. Có bao nhiêu cục đá đã chọi đến chúng tôi. But guess what? Nhưng mà anh chị em đón biết điều gì? I'm gonna keep going for God. Tôi sẽ tiếp tục
tấn tới và đi với Chúa. I can't control what happens in your life, only you can control. Tôi không thể nào kiểm soát được những điều trong đời sống của anh chị em, chỉ anh chị em là người có thể kiểm soát. And that same reflection is what happens outside of church. Anh chị em, chính cái phản ảnh đó cũng phải xảy ra, diễn ra ở bên ngoài hội thánh. If you don't spend time with your kids teaching them about God, nên chị em không dành thời giờ với con cái của mình dạy chúng trong mối liên hệ bước đi với Chúa. Don't expect them to love God. Thì chúng ta đừng mong đợi rằng chúng sẽ yêu Chúa. If you don't show the kids what a true loving God-fearing marriage is like, nếu chúng ta không bày tỏ một cái hôn nhân yêu Chúa và kính sợ Đức Chúa Trời, tin kính Chúa như thế nào? Don't expect them to love God. Thì đừng mong đợi con cái của chúng ta sẽ yêu Chúa. If you're telling your kids, nếu chúng ta nói với con cái của chúng ta, you just need Jesus. Con chỉ cần Chúa Giêsu thôi. Read your Bible. Đọc kinh thánh đi. But what if they responded, I never see you read your Bible. Nhưng mà chị em nghĩ sao khi con cái của mình nó trả lời với mình, con đâu có thấy ba mẹ đọc kinh thánh bao giờ đâu. What if they said, hay là con cái chúng ta nói, you want me to respect you? Ba mẹ muốn con tôn trọng ba mẹ hả? You don't even respect mom. Ba cũng không có tôn trọng mẹ nữa mà còn đòi con tôn trọng. You yell at her. Mà la lối mẹ. You raise your voice. Mà đã lớn tiếng với mẹ. It looks like y'all are divorced in the same house. Giống như là ba mẹ đã sống một đã ly dị rồi nhưng mà chỉ còn sống chung ở trong một mái nhà. Or the other way around. Hay là ngược lại. Mom, mẹ. You don't even love dad. Mẹ đâu có thương ba đâu. And you want me to love Jesus? Và mẹ bảo con là phải thương Chúa Giêsu. You love Chúa. Jesus, you tell me that. Bạn mẹ nói rằng mẹ yêu thương Chúa Giêsu, bạn mẹ nói như vậy. So why don't you love dad like Jesus loves you? Nhưng mà tại sao mẹ không yêu thương ba giống như là Chúa Giêsu đã yêu thương mẹ? It's the truth. Guess what? Đó là sự thật, anh chị em. Us as kids, con cái, chúng tôi là con cái. We don't dare say that to our parents. Chúng tôi không dám nói điều đó trực tiếp với cha mẹ. But just know, nhưng mà phải biết điều này. That's what's in our hearts. Đó là nó ở trong tấm lòng của những người trẻ, của con cái. As parents, cha mẹ. And I can say this. Tôi có thể nói như thế này. When I worship God, khi tôi thờ phượng Chúa, I make sure my son is sitting right next to me. Tôi đảm bảo rằng con trai của tôi nó phải ngồi kế bên cạnh tôi. When I write new songs, khi tôi sáng tác những bài hát mới, he's laying right next to me. Thì nó nằm kế bên cạnh tôi. When I read my Bible, khi tôi đọc kinh thánh, he's laying right next to me. Thì nó nằm kế bên cạnh tôi. Oh, Pastor Sam, he's 9 months old. He doesn't know anything. Oh, Mục sư Sam, nó mới có 9 tháng mà nó biết cái gì? But how come every time I play Sound of Heaven, he always sings, and I don't know how he knows how to sing? Nhưng mà tại sao thì mỗi lần tôi hát và chơi cái bài nhạc âm thanh từ thiên đàng thì cháu hát? Tại sao nó biết để nó hát bài hát? How come every time I sing Goodness of God, he looks at me like he knows something? Mỗi lần tôi hát cái sự tốt lành của Đức Chúa Trời, bài hát sự tốt lành của Đức Chúa Trời, thì nó nhìn tôi như là nó biết việc gì đang diễn. Because ever since he was in his mom's stomach, bởi vì ngay từ khi nó còn trong bụng mẹ, when he was in the NICU, khi nó ở trong cái phòng hồi sinh cấp cứu của trẻ sinh sớm, and as he's at home, ở tại nhà, we sing about the goodness of God. Chúng tôi luôn hát bài hát sự tốt lành của Đức Chúa Trời. And it makes a difference. Và nó đã làm một cái ảnh hưởng trên đời sống. He loves being at church. Cháu rất thích có mặt ở nhà thờ. He's 9 months old. Mới có 9 tháng thôi. My mom the other day said something. À, mẹ của tôi mấy ngày hôm trước nói điều này. Sẽ con. Con ơi. You need to not hold him as much. Con ráng là đừng có ẵm cháu nhiều quá. It's weird. Không có được. He only wants you to hold him. Nó chỉ có đòi con bồng ẵm nó thôi. But then when we're at church, nhưng mà khi cháu ở nhà thờ, anybody can hold him. Ai cũng có thể ẵm nó được hết. But that's how we raised him. Đó là lý do, đó là cái cách mà chúng tôi đã nuôi dưỡng cháu. Because here's the thing. Ở đây là vấn đề. If you want to see signs and wonders following not only your life but your children's life, thì chúng ta những muốn dấu kỳ phép lạ đi theo đời sống chúng ta mà của con cháu của chúng ta. It nữa. Starts with you. Thì nó bắt đầu với chúng ta. Knowing and having the confidence of who God is inside your heart. Chúng ta phải tin và biết một cách tự tin rằng Đức Chúa Trời đang ở trong đời sống chúng ta. And then teaching and showing them how to have confidence with the God that is living in their life. Và dạy dỗ cũng như chỉ cho con cái của chúng ta để chúng có được một mối liên hệ và tin tưởng rằng Chúa đang ở trong nó. John chapter 10. Giăng chương 10. Verse 7 to 10. Từ câu 7 cho đến câu số 10. So Jesus again said to them, Đức Chúa Giêsu lại nói, truly, truly, I say to you, quả thật, ta nói với các người, I am the door of the sheep. Ta là cửa của chiên. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Tất cả những người đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng. I am the door. Ta là cái cửa. If anyone enters by me,
Nếu ai do ta mà vào, he will be saved, thì sẽ được cứu rồi, and will go in and out and be and find pasture. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. The thief comes, kẻ trộm chỉ đến only, chỉ đến to steal and kill and destroy, để cướp giết và hủy diệt. I came, còn ta, that they may have life, đã đến để họ được sự sống, and have it abundantly, và được sự sống sung mãn. As I end this message, tôi kết thúc sứ điệp này. Why? Tại sao? Why is this in the scriptures? Tại sao những lời này ghi lại cho chúng ta? Why would God make sure that we know that the thief comes to steal, kill and destroy? Tại sao Chúa ngài muốn đảm bảo chúng ta biết một cái sự thật là kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt? Because, lý do là bởi vì the enemy, kẻ thù, has no chance, sẽ không có cái dịp, no opportunity, không có cơ hội to have what we have, để có những điều chúng ta có. And that makes him, và đó đã làm cho nó lower than us, thấp hơn chúng ta. But do you have that confidence? Anh xem có tin điều đó không? That's the hard part. Đây là cái điều khó. I can teach you, I can preach to you, I can tell you. Tôi có thể giảng và dạy cho anh chị em và có thể chỉ cho anh chị em. But until you know it yourself, nhưng mà cho đến chừng anh chị em kinh nghiệm và biết điều này cho chính mình. Until you believe it yourself, cho đến khi anh chị em tin cho chính mình, signs and wonders will not follow, thì dấu kỳ phép lạ sẽ không đi theo anh chị em bao giờ. I think many people think this. Tôi nghĩ rằng nhiều người nghĩ như thế này. That just because, đó là chỉ bởi vì I've accepted God in my life, tôi đã tiếp nhận Chúa vào đời sống, I've received his forgiveness, tôi đã nhận sự tha thứ của Ngài, that now, cho nên bây giờ I don't have to do anything, tôi không cần làm gì hết. My life is good. Cuộc sống của tôi đã ổn rồi. I can do whatever I want. I can be bad. I can commit sin. But if I ask for forgiveness, it's okay. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ. Tôi có thể phạm tội. Rồi tôi chạy đến, tôi xin Chúa tha thứ thì mọi việc ổn. Sure, a portion of that is true. Đúng, một phần. But then, are you okay living life where you've never been an overcomer and you're still the victim? Anh chị em có ổn, thấy ổn là chúng ta sống cuộc đời không phải là một cái người đắc thắng, là một cái người đã kinh nghiệm được cái sự đắc thắng ở trong đời sống của mình. The city of Houston is huge. Anh chị em, thành phố Houston này rất lớn. Vietnam is massive. Anh chị em, Việt Nam thì cũng rất là một cái đất nước rất lớn. And what I mean by that is, ý mà tôi muốn nói đến điều này, the city of Houston has a great amount of people who still don't know God. Tôi nhắc đến điều này bởi vì rất là nhiều người trên thành phố Houston này vẫn chưa biết Chúa. And Vietnam, và Việt Nam still has a lot of people who don't know about God. Cũng còn có rất là nhiều người chưa biết Chúa. But there's only so many pastors. Nhưng mà chỉ có một số các mục sư thôi. But there are thousands. Nhưng mà có hàng ngàn of believers of Christ. Những cơ đốc nhân tin Đấng Christ. And if all of us could understand, nếu tất cả chúng ta đều hiểu điều này, that we all could have signs and wonders following our life because of the confidence and the knowledge that we have of God in our life. Đó là tất cả chúng ta đều có thể thấy dấu kỳ phép lạ ở trong đời sống của chúng ta bởi vì chúng ta có Chúa ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Don't you think we would see revival? Anh chị em nghĩ những điều đó có thể dẫn đến sự phục hưng? Don't you think we would multiply faster? Anh chị em có dám tính rằng bởi như vậy mà chúng ta sẽ nhân lên gấp bội, gấp số nhân không? Don't you believe that the kingdom of God would grow even more? Anh chị em có thể tin rằng nước của Đức Chúa Trời sẽ được mở rộng nhanh chóng không? I believe so. Tôi tin như vậy. But what are you going to do about it? Anh chị em sẽ làm gì cho điều này? How do I get to that place of confidence? Làm sao để chúng ta có thể đến được cái chỗ tự tin như vậy? How do I change my life? Làm sao để tôi có thể thay đổi đời sống của mình? Surrender. Đầu phục. Surrender to God. Đầu phục cho Chúa. Surrender to God even for your marriage. Đầu phục Chúa luôn cả trong hôn nhân của mình. Surrender to God even for your children. Đầu phục Chúa trong cái việc chúng ta nuôi dưỡng con cái của mình. Surrender to God even for your business. Anh chị em đầu phục Chúa và giao cho Chúa luôn cả cái việc chúng ta điều khiển cơ sở thương mại của chúng ta. For your church, cho hội thánh. When we surrender to God, khi chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời, all of our life, thì nó đòi hỏi cả cuộc đời của chúng ta, every portion, mỗi mặt của đời sống chúng ta. Church, let's stand to our feet. Hội thánh, xin chúng ta cùng đứng lên. This is what I want to do. Đây là điều mà tôi muốn thực hiện. I want the praise team to sing just that portion of the song that we sang at the end. Tôi xin mời ban hướng dẫn ngợi khen sẽ hát cái bài hát cuối mà chúng ta hát hôm nay. I called, con kêu cầu, you answered, Lord. Chúa đáp lời. And it's on you right now. Và bây giờ nó
ở trong tay của anh chị em để thực hiện việc to này. To call upon the Lord. Anh chị em kêu cầu Chúa. Lord, I need you to change my life. Chúa ơi, con cần Ngài biến đổi cuộc đời con. I need to truly surrender to you. Con muốn thật sự vâng phục và giao trọn đời sống. Every aspect of my life. Mọi mặt của đời sống con. For my sake. Cho lợi ích của cá nhân con. For my marriage. Cho hôn nhân của con. For my family. Cho gia đình của con. For the church. Cho hội thánh. For the kingdom. Cho vương quốc của Đức Chúa Trời. But ultimately. Và quan trọng nhất. For you. Cho chính Chúa. Right now, just speak to the Lord. Anh chị em ngay bây giờ mỗi chúng ta thưa chuyện với Chúa. Bring a correction to your heart. Align yourself with God. Hãy xếp lại cuộc đời của chúng ta, đặt mối liên hệ chúng ta một cách đúng đắn với Đức Chúa Trời. Take this moment serious. Hãy dành giây phút này một cách hết sức là thành thật. This could change your life. Điều này có thể thay đổi đời sống của anh chị. I take that back. This will change your life. Điều này sẽ thay đổi đời sống của anh chị em. And when you're ready, khi anh chị em sẵn sàng. It's not just about words. Không phải chỉ là lời chúng ta nói mà thôi. But take a stand of action. Nhưng mà nó đòi hỏi những hành động. And come to the altar. Anh chị em có thể đến phía trước bàn thờ. We're not going to lay hands or pray for you. Chúng tôi hôm nay sẽ không đặt tay trên anh chị em. But this is you coming back to the Lord. Nhưng mà đây là cái cách để anh chị em trở lại với Chúa. This is you telling the Lord. Đây là điều mà anh chị em thưa với Chúa. I'm surrendering to you. Chúa ơi, con đầu hàng Ngài. I need to have confidence and boldness here in my life. Con muốn cần có cái sự tin chắc này trong cuộc đời của con. I want signs and wonders to follow my life. Con muốn thấy dấu kỳ phép lạ sẽ theo cuộc đời con. I want to be able to pray for the sick. Con muốn mình có thể cầu nguyện cho người bệnh. I want to be able to cast out demons. Con muốn có thể đuổi quỷ. I want to be able to preach. Con muốn có thể giảng dạy lời của Chúa. To shine your light in this world. Để phản chiếu ánh sáng của Chúa, chiếu rọi ánh sáng của Ngài cho thế giới này. After you have that moment with God, sau khi anh chị em có giây phút đó với Chúa, just take a moment. Anh chị em dành một giây phút. To come to the altar. Hãy đến phía trước tại đây. As a spiritual act. Như là một cái hành động của đức tin. To say, Lord, để chúng ta nói rằng, Chúa ơi, I offer myself at the altar. Con dâng chính mình ở trên bàn thờ. Everything of me. Tất cả những điều của con is yours. Thuộc về Chúa. That's it. Đó là những gì cần thiết. And as you're finished, và khi chúng ta xong, you can exit the building. Anh chị em có thể ra về. We ask that you leave quietly for those that are still here. Và tôi khuyến khích anh chị em giữ yên lặng và tôn trọng những người còn lại phía trước bàn thờ. And church, I hope that you are blessed. Anh chị em hội thánh, chúng tôi hy vọng quý vị được phước. And we have a great week coming ahead of us. Chúng ta sẽ có một tuần lễ trọng đại sắp sửa đến với chúng ta. So let's pray out. Nên hãy cùng nhau cầu nguyện. Have that conversation with the Lord. Hãy có cái sự tương giao và cầu nguyện như vậy với Chúa. Take a moment at the altar. Dành những giây phút với Chúa. And head out. Rồi chúng ta ra về. Lord, Lạy Chúa, we thank you so much for today's message. Chúng cảm ơn Chúa cho sứ điệp ngày hôm nay. God, that we want to be known because of you in our lives. Chúng con muốn được biết đến là bởi vì Chúa ở trong đời sống chúng ta. And we want to have the confidence to pray for people to receive miracles and signs and wonders and to be healed, to be delivered, but through your name, through your power, through you in our life. Con muốn có được quyền năng thẩm quyền từ nơi Chúa ban cho để thấy dấu kỳ phép lạ xảy ra. Con muốn có thể cầu nguyện cho những người cần được chữa lành, những người cần được giải cứu và thấy được quyền năng của Chúa thể hiện xuyên qua cuộc đời của con. So Lord, have your way. Lạy Chúa, xin tự do hành động. Lord, I ask right now. Lạy Chúa, con cầu nguyện ngay giờ này. That you speak to all of our hearts. Lạy Chúa, phán với mỗi tấm lòng. That we can all get to a place where we truly can say, Lord, I surrender all to you. Để chúng con tất cả đều sẽ đến được chỗ là Chúa ơi, con đầu phục và giao phó đời sống con hoàn toàn. God, you be the center of our life. Lạy Chúa, Chúa là trọng tâm của cuộc đời của con. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Take that moment, church. Hội thánh, hãy dành chi giờ này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.